đẹp trai quá sao giờ hưng đẹp trai nhất. Mày nhóc đó rồi. Cha yêu của em. Cuối cùng mình cũng đã tìm được mấy anh em của mình. Sân 3 giờ 5 giờ sáng các bạn đông ghê luôn. Hello. Say ô gì á? Vừa check in xong vé bạn ơi, bây giờ đang lên cổng an ninh soi chiếu, qua cổng an ninh để chuẩn bị bay. Nãy giờ lấy vé gần 1 tiếng mới xong, lấy lên 5 giờ và 6 giờ mới lấy vé xong. Mọi người quay mặt lại, chúng ta quay vlog nào mọi người. Mình đồn em cú ra mọi người. Hôm nay nhân nhém nữa bị bà kia dụ à. Bà kia dụ à. Tự nhiên cầm ba ly giùm. Cầm ba ly giùm này nghe có mùi rồi. Để em với. Đèn lên máy bay rồi, gì quá. Cái gì? Cái vé chi? Giữ à? Cái gì vậy? Mày giữ vé chi? Mày quá nó không giữ vé không được về. Rồi bán đồ cùng nhau cùng một tập nhé, không có mình nhé, có mà anh quản lý mà đi gờ mà.
Thầy kỳ hút thuốc tổ lồ. Không có uống nữa các bạn. Gói tay trà sữa bạn còn có nhớ. Trà sữa đâu? Tao hỏi kìa, trả lời. Thầy nói một lời nào đó. Lời nói không phải là thầy cái gương mặt. Im lặng có nghĩa là đồng ý đúng không? Em nói bao nhiêu ly nó mua. Nó đưa cái gương mặt ngây thơ của nó ra nè. Đại gia là anh em. Đại gia là cổng này mua bên Trung Quốc trị giá hình như là 1000 đô. Ồ, bạch đó, kim á, vàng kim. Trắng. Vàng trắng chứ phải bạch kim nha. Đó, 1000 đô. Áo Supreme á, 500 tệ trị giá là 3.500. Cái quần này quần này là quần gì đây? Ba cái gì à? Nói chung là quần của Trung Quốc á, 1000 tệ. 1000 tệ là 3 triệu nữa. Đó, đôi giày Adidas bển nữa, 5 triệu nữa. Đồng hồ Rolex 1.3 tỷ nhá. Nói cho nên biết đại gia đến từ Sài Gòn. Wow. Ly trà sữa phơi không tốt in nha bạn. Quần 8 tỷ nha. Đó. Đó. Thằng này đòi 8 tỷ thì lát nó mua hết nhá. À đôi giày bao nhiêu vậy? Thì đôi. Ủa đang hỏi ai nhiều tiền nữa giày 100k. Ai nhiều tiền mua. Cái gì kỳ vậy mình tốt tiền. Nha, cũng nha, cũng nha. Rồi, tất cả mọi người các bạn đã được ghi nhận lại. Dù giống nhau hợp vậy. Đã đông. Được á. Đây là được. Đây là gọi là mập nhất team của EG cũ, EG. Và sau khi mà đi ra ngoài thấy bà nết mập hơn là bà đã bị chụp xuống. Quá nhiều người mập. Rồi. Và đây là một cái chim bị ở đây. Đây phải có mấy ký. Cao đó là ký. Cao. Hai đứa đang là danh hiệu đăng ký cho MVP của giải. Đúng rồi, đứa nào cũng đăng ký hết, đăng ký cái này. Có cái này tôi bị thích. Bò thám thảo rồi. Ok, cuối cùng xe cũng được tới rồi. Yeah. Ơ tao đẹp trai quá sao giờ Hưng? Tao đẹp trai. Không, mày không đẹp trai. Đẹp trai. Tao đẹp trai. Trai. Tao đẹp trai nhất. Tao cũng đẹp trai đó rồi. Hà Nội bây giờ là 16 độ, khá là mát, không mạnh lắm. Đi đâu hả Hưng? Rút tay em. Mày có biết rút tiền đó hả? Nói rằng ở đường mình là đường gì đó? Đường Trần Phú các bạn, 197 Trần Phú. Ngày mai thì mình sẽ thi đấu ở Viking 4, giờ đi qua bển Cát Lái. Nhìn Hà Nội, đường Hà Nội ở đây mình chạy đông ghê, đông vui ghê. Mình đang đợi xe để đi đến điểm Cát Lái nha mọi người. Bạn nhớ like và subscribe kênh của mình trên kênh Mánh Đất Yên Minh nhé. Chia sẻ buồn vui bên mẹ cha.